Báo cáo quý vị lúc này đang là 3 giờ chiều của ngày 6 tháng 10 năm 2017. Chúng tôi đã đóng gói xong bộ tranh thư ký để chuẩn bị chuyển lên xe taxi để chuyển về Cao Bằng. Về anh ơi, cho chỗ ghế ngồi ấy. Kêu một chỗ ghế ngồi đi. Chuyển về thị trấn Suối Hai, xã Hòa, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Em ơi, gia đình rất cảm ơn em nhé, bắt tay em cái. Vừa sinh luôn. Thế là từ nhà em đến đây phải mấy trăm cây số nhỉ? Mấy trăm? 300 cây số, đấy. Vừa sinh luôn. Vừa hay là hơi dài hơn anh? Sợ không đóng được cửa anh ơi, cho xuống dưới đi được. Dưới nó cũng thế, cái này cái giấy nó to. Thế bẻ cái giấy như vậy. Quý vị bớt chút thời gian đến tham quan mua sắm tại đồ gỗ Đức Hiền với ba khu ABC. Và riêng về các cái bộ tranh này thì lúc nào cũng có mấy chục bộ luôn. Cả tranh độc chạm, tranh khảm. Nhân đây đồ gỗ Đức Hiền hết sức cảm ơn các quý khách xa gần. Và ngày hôm nay là khách hàng từ thị trấn Suối Hai, à, thị trấn Nước Hai quên. Về nhá. Thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Đã về lấy giúp dụ tranh bằng gỗ hương Lào xịn luôn. Và đây là khu B của chúng tôi. Bên kia là khu C. Rồi. Về nhá. Sau khi khách đi rồi thì nhiệm vụ tôi là vào tắt điện và tắt quạt. Và lúc nãy thì cũng có một chuyến mới chuyển đôi Lục Bình đi huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Và ở chiếc bàn thờ chuyển về thôn Kim Bôi, xã Vạn Kim, huyện Mỹ Đức. Như vậy ngày hôm nay là sẽ là đi được 3 món hàng. Và hy vọng là từ đến Tết là những cái số hàng này sẽ dần dần lên đường hết. Tạm biệt quý vị.